Kế hoạch đấu giá biển số xe ô tô, phiên đấu giá thứ tư được công ty đấu giá hợp danh Việt Nam VPA công bố danh sách gồm 339.780 biển số xe ô tô. Trong đó có hàng loạt biển số ngũ quý, sảnh tiến siêu đẹp xuất hiện như 30L ngũ quý 5, 30L ngũ quý 6, ngũ quý 7, ngũ quý 8, ngũ quý 9, 56789 và các biển số ngũ quý, sảnh tiến ở các tỉnh, thành phố khác. Ngoài các biển số đang được niêm yết của phiên đấu giá thứ tư này, công ty đấu giá hợp danh Việt Nam vẫn đang tiếp tục tổ chức đấu giá hàng loạt các biển số trong phiên đấu giá trước. Với nhu cầu mua xe ô tô gia tăng vào hai quý cuối năm, danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá phiên thứ tư sẽ đáp ứng hầu hết nhu cầu về những con số định danh may mắn phong thủy với mức giá phù hợp để cho người dân lựa chọn sở hữu cho mình một biển số xe ô tô ưng ý.